STEAM sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một phần mềm tạo camera ảo để sử dụng với một add-on mới là XP32 Cam để dùng làm camera AI di chuyển trên robot. Đầu tiên, các bạn sẽ phải ấn vào đường link được mô tả phía dưới video để vào phần cài đặt, để vào phần tải về. Nó sẽ hướng cho các bạn đến file Google Drive. Các bạn sẽ ấn vào biểu tượng tải xuống. Lưu ý là sẽ có một cảnh báo quét virus hiện ra, nhưng đây là cảnh báo của hệ thống Google thôi. Mình cứ tải về. Khi tải xong, nó sẽ có một báo lỗi block cái tải về của mình vì nó nghĩ là đây là file có hại, nhưng chúng ta muốn giữ lại, chúng ta có thể ấn vào cái biểu tượng download, bấm vào đúng cái biểu tượng dấu mũi tên và chọn continue download thì cái thư mục của mình sẽ được download về ha. Mình sẽ mở cái các bạn sẽ cần phải tắt trình duyệt virus trên máy tính của mình thì ấn vào dấu mũi tên show add-on icon vào cái biểu tượng virus. Virus and Threat Protection Setting, chọn Manage và tắt cài đặt virus đi. Chúng ta sẽ tiến hành tải lại. Khi tải mình giữ file thì mình sẽ ấn vào continue download. Sau khi download xong, mình sẽ mở cái thư mục này ra. Mình sẽ click phải và chọn extract to magic cam để giải nén nó ra một folder. Thì trong folder này sẽ có một file là bat để active phần mềm, một file là file cài đặt. Thì để cài đặt mình sẽ ấn vào file, click chuột phải và chọn chạy dưới quyền quản trị, chọn yes. Rồi mình cứ cài đặt. Ok. Do trước đây máy mình đã từng cài rồi nên nó sẽ có thông báo như vậy thôi. Nên tôi cài đặt cho đến bước cuối cùng. Ok. Rồi mình sẽ chạy gì mình phía này thì mình có thể mở ra ha. Rồi sau khi mình cài đặt xong phần mềm máy cam thì phần mềm sẽ hiện ra giao diện như thế này. Mình sẽ vẫn vào phần help phía trên và chọn active magic camera. Ở đây mình đã active rồi cho nên là sẽ có email address và license code. Thì bạn có thể điền vào bằng file lúc nãy chúng ta đã giải nén, file bat trong máy camera có file bát, bạn chỉ cần copy và dán vào trong đây, chọn taxi là được.
hay là sử dụng chức năng webcam của mình. Thì để mà mình sử dụng một webcam ảo thứ hai thì mình sẽ cần phải biết được địa chỉ IP của webcam đó. Tạm thời mình sẽ ẩn cái cửa sổ này đi, mình tắt đi, mình tắt đi luôn. Mình sẽ cần phải cấu hình SP camera. Để sử dụng một IP camera, cách dễ nhất chúng ta có thể thì tắt camera mặc định của máy tính đi bằng cách là mình sử dụng từ ổ hợp phím tắt Windows X để mở Device Manager. Sau đó ở phần camera mình sẽ lấy chuột phải và chọn Disable Device, chọn Yes. Đây chỉ là mình tạm thời tắt đi camera của mình, máy tính mình thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở chỗ FB32K, mình sẽ gõ địa chỉ IP vào. Stream này về mình sẽ chọn Start Stream, mình sẽ thấy được cái camera này. Mình ở đây mình có thể tùy chỉnh độ phân giải đây. Sẽ thu nhỏ cái cửa sổ này lại. Rồi, mình sẽ để một bên ha. Rồi, tiếp theo đó mình sẽ mở phần mềm bán cam lên. Chọn vào phần Capture Stream. Bấm vào dấu mũi tên xuống này để ẩn cái bảng mình to đi. Sẽ kéo cái phone camera nhỏ lại. Đặt vừa đúng cái chỗ này. Sau đó mình sẽ vào trang lập trình AI của STEM. Thì đây là cái màn hình của chương trình AI và chạy trên trang web của OSTEM, là bạn có thể dùng được SP32K để lấy dữ liệu về để làm chương trình AI một cách tự động trên robot rover hoặc là robot e-bot. Về phần chương trình cũng như là hướng dẫn sử dụng
SV3 2K, máy sản phẩm của tem. Mình sẽ làm một video chia sẻ riêng. Chúc các bạn làm theo và đạt được nhiều thành quả, nhiều clip. Với những gì thắc mắc thì các bạn có thể nhắn tin vào fanpage hoặc là nhắn tin vào nhóm để hỗ trợ trợ giúp các bạn sớm nhất. Cảm ơn các bạn.